Venue quản lý thuế VAT, EA tờ khai thuế VAT. Cho phép xem và in tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng theo mẫu số 01. Để xem tại trường tại ngày, chọn khoảng thời gian phù hợp. Nhấn tìm kiếm. Để in tờ khai thuế giá trị gia tăng, người dùng thao tác chọn ngôn ngữ phù hợp, nhấn nút in. Tại đây, người dùng có thể in trực tiếp hoặc xuất file Excel. Ngoài ra, AMnote còn hỗ trợ xuất file XML. Để thiết lập file XML, người dùng ấn nút thiết lập. Có thể thêm mẫu XML đã có. Phải nút thiết lập lại, dùng để thiết lập tất cả những dữ liệu đã nhập trong báo cáo thuế trở về trạng thái ban đầu. Nút lưu sử dụng sau khi đã thao tác thiết lập lại. Menu EB, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ. Dùng để lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra và mua vào để đi kèm với tờ khai thuế giá trị gia tăng. Tại ngày, chọn khoảng thời gian phù hợp. Nhấn tìm kiếm. Để xem và in bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra, chọn doanh thu, mua vào, chọn mua hàng. Để in, người dùng thao tác nhấn nút in. Khi kết xuất dữ liệu qua Excel, khách hàng có thể sử dụng file này để tải vào phần mềm kê khai thuế. Tại đây, người dùng có thể in trực tiếp hoặc xuất file Excel. Cột hiển thị cho phép người dùng ẩn hoặc hiện các cột, mã số khách hàng, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn. Menu EC, bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng. Dùng để lập bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ. Tại ngày, chọn khoảng thời gian phù hợp. Nhấn tìm kiếm. Để in, chọn ngôn ngữ phù hợp, nhấn nút in. Người dùng có thể in trực tiếp hoặc xuất file PDF, file Excel. Menu ED phát hành hóa đơn giúp người dùng theo dõi các số hóa đơn mà công ty đã đăng ký với cơ quan thuế. Tại phần chỉnh sửa, nhấn thêm vào để thêm mới thông tin phát hành hóa đơn, tên hóa đơn, chọn tên hóa đơn phù hợp, nhập ký hiệu mẫu hóa đơn, nhập ký hiệu hóa đơn. Từ số lượng hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế. Ngày phát hành, chọn ngày phát hành phù hợp. Ngày bắt đầu sử dụng phải sau ngày phát hành 2 ngày, nếu không phần mềm sẽ báo lỗi tình trạng chưa sử dụng đối với người dùng chưa cần thiết sử dụng.
Còn tình trạng sử dụng là khi người dùng cần sử dụng ngay. Nhấn thêm vào lần nữa để lưu lại dữ liệu. Dữ liệu vừa tạo xong sẽ hiển thị phía bên dưới bảng. Để in, người dùng chọn mục in ấn, chọn ngôn ngữ phù hợp, nhấn in. Người dùng có thể in trực tiếp hoặc xuất file PDF, Excel. Menu EE, hóa đơn mất, hóa đơn hủy. Ở phân hệ này, giúp người dùng theo dõi các hóa đơn bị mất và hủy. Phần chỉnh sửa, nhấn thêm vào để thêm mới thông tin hóa đơn mất hoặc hủy. Phát hành hóa đơn, click dấu hỏi chấm. Chọn kỳ phát hành phù hợp. Nhập số hóa đơn. Nhập lý do hủy hoặc mất. Chọn ngày phù hợp. Loại hủy mất hoặc xóa, ghi chú. Chọn loại thuế giá trị gia tăng phù hợp với hàng hóa dịch vụ. Sau đó nhấn nút thêm vào lần nữa để lưu dữ liệu. Dữ liệu được lưu sẽ xuất hiện dòng bên dưới của bảng. Người dùng có thể sửa hoặc xóa thông tin. Menu EF báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Giúp người dùng theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn. Tại ngày, chọn kỳ kế toán và thời gian muốn kiểm tra. Nhấn tìm kiếm. Muốn xuất file thì click chọn nút in. Tại đây, người dùng cũng có thể in trực tiếp hoặc xuất file Excel. Menu EG in báo cáo thuế cho phép người dùng xuất file Excel nhiều loại báo cáo thuế cùng một lúc. Cách xuất tại ngày, chọn kỳ kế toán cần xuất. Danh sách lựa chọn, tích chọn những báo cáo thuế cần in. Có thể in nhiều loại báo cáo thuế cùng một lúc. Chọn ngôn ngữ phù hợp, nhấn chọn file để chọn đường dẫn lưu file. Sau đó nhấn xuất dữ liệu. Khi thanh trạng thái trên phần mềm báo 100% và có thông báo thành công thì nghĩa là xuất file hoàn tất. Khi nhận được thông báo, người dùng có thể ra kiểm tra. Menu EH, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Giúp người dùng thiết lập tờ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, AMNOT còn hỗ trợ người dùng xuất file Excel cũng như cách xuất file XML để đưa vào phần mềm HTKK. Tại ngày, người dùng thao tác chọn khoảng thời gian phù hợp, sau đó nhấn nút tìm kiếm. Ngoài tờ khai, AMNOT còn hỗ trợ hai phụ lục đi kèm là phụ lục 031A và 032A. Tại phụ lục 031A, thì tất cả các số liệu phần mềm đã lấy tự động từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời, nếu có các khoản giảm trừ doanh thu tương ứng,
thì người dùng có thể nhập vào ví dụ như là chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại, thuế thu tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp. Sau khi người dùng thao tác điền đầy đủ dữ liệu, nhấn nút lưu để lưu lại. Phụ lục 032A chỉ sử dụng khi doanh nghiệp của bạn năm trước lỗ và năm nay lãi. Bạn muốn chuyển lỗ từ năm trước sang năm nay thì sẽ sử dụng phụ lục 032A. Lưu ý, chỉ khi doanh nghiệp có lãi mới chuyển lỗ. Nếu không thì không sử dụng phụ lục này. Tờ khai tại chỉ tiêu A1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Số liệu này đã được lấy từ phụ lục 031A. Đối với trường hợp doanh nghiệp chuyển lỗ và có điền phụ lục 032A thì dữ liệu sẽ được chuyển sang chỉ tiêu C3A. Sau khi người dùng kiểm tra thông tin và điền đầy đủ, thao tác nhấn lưu để lưu lại. Tiến trình lưu hoàn thành. AM nó hỗ trợ. Người dùng có thể in trực tiếp tại biểu tượng hoặc xuất file Excel. Ngoài ra, Evernote còn hỗ trợ người dùng xuất file XML, chọn đường lưu, sau đó nhấn lưu, thông báo thành công, xuất file hoàn tất.